Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1 Trăng trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài là khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Bài số 1. Tô màu khối hộp chữ nhật là màu vàng. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm cái khối hộp chữ nhật là màu vàng, được không? Rồi, xem cái nào là khối hộp chữ nhật. Đây, cái này là khối hộp chữ nhật. Đây, đó là khối hộp chữ nhật. Đây, cái này cũng là khối hộp chữ nhật. Cái khối hộp chữ nhật nó khác cái khối hộp cái khối lập phương. Cái khối lập phương cái mặt của nó này nè, cái mặt của nó là nó hình vuông. Được. Còn khối hộp chữ nhật thì chúng ta thấy cái mặt của nó là cái hình chữ nhật, được không? Phân biệt đơn giản vậy thôi. Này thấy cái hình này là cái mặt của này là phải hình chữ nhật không? Đó là khối hộp chữ nhật. Đây, cái mặt này nó là hình chữ nhật thấy chưa? Thì đó là khối hộp chữ nhật. Còn khối lập phương thì cái hình này nó là hình vuông, hình vuông, hình này là hình vuông nhưng mà người ta họ để nghiêng á, để nghiêng á, chứ đây cũng là một cái khối lập phương. Rồi người ta yêu cầu gì? Khối lập phương là màu đỏ, chúng ta đi tô màu đỏ. Rồi, đây cũng là khối lập phương. Rồi, còn hai cái này không phải, cái này nó là hình trụ, cái này là hình cầu, được không? Xong bài số 1. Chúng ta sẽ qua bài số 2. Bài số 2, khoanh theo mẫu khối hộp chữ nhật. Rồi. Đây cái này là khoanh đây, được không? Nên nó giống hình hộp chữ nhật thì chúng ta khoanh. Đây, cái này. Được không? Đó. Rồi cái này. Rồi cái tủ lạnh. Đó. Đấy. Cái này không phải. Tiếp theo. Khối lập phương. Rồi, chúng ta coi cái này là khối lập phương. Đây. Cái này là khối lập phương. Cái này được gọi là khối lập phương, đó. Cái này cũng là khối lập phương. Nè. Còn hai cái này, ba cái này không phải. Nè, không phải. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.